các mọi người, trong video ngày hôm nay mình sẽ thẩm mùi cũng như review chai nước hoa Kilian Rolling in Love. Rolling in Love của Kilian là một trong những chai nước hoa ngọt ngào, ấm áp và nữ tính nhất mà mình từng thấy. Đây cũng là một chai nước hoa vô cùng phù hợp cho thời tiết mùa đông và đối với những ai yêu thích những mùi ngọt, những mùi ấm. Cũng là một chai nước hoa có khả năng lưu hương và tỏa hương rất là tốt và cũng mang lại phong cách rất là sang, rất là thanh lịch. Và cũng là một chai nước hoa nằm trong số những chai bán chạy nhất của Kilian. Đúng như cái tên của nó, Rolling in Love, thì chai nước hoa này để lại cảm giác ngọt ngào như lúc vừa mới yêu. Và cụ thể nó là như thế nào thì các bạn hãy theo dõi video của mình nha. Đầu tiên là ngoại hình của Rolling in Love thì nó cũng giống với tất cả những cái hộp khác của Kilian, đều là dạng hộp hình chữ nhật và chất lượng hộp thì rất là tốt, rất là sang. Các thông tin ở trên mặt thì đều được in mạ vàng, trông rất là sang. Và đằng sau thì có ghi rõ thành phần, nơi sản xuất, mã, code và các thông tin liên quan. Thì trong số tất cả những chai nước hoa mà mình từng sở hữu thì hộp của Kilian là chiếc hộp đẹp nhất. Mọi người nhìn này, khi mà chiếc hộp này chưa được mở ra hoàn toàn thì phần khe của nó để lộ ra cái phần mạ vàng ở bên trong. Chất lượng của cái giấy và cái bề mặt và tất cả mọi thứ đều rất là sang trọng. Bởi vì chai nước hoa này có giá tới tận 5 triệu cho 50ml, tức là đắt gấp đôi Le Labo, là một trong những cái mức giá khá là đắt đỏ. Rất là đắt đỏ. Và cái phần hộp sang chảnh của nó cũng đáp ứng được kỳ vọng của mình về cái ngoại hình của chai nước hoa này. Khi mà mọi người mở theo chiều dọc thì mọi người hãy giữ ngón tay vào đây, kẹo chai nước hoa bị đổ nhé. Đây, bên trong có một cái note cảm ơn, xong rồi là những lời nói mà nhà sản xuất muốn gửi gắm ở trong đây. Thì đây có một cái note kiểu như lá thư như thế này. Mọi người xem này, đây là ngoại hình ở bên trong. Thì cái phần hộp ở bên trong cũng vẫn là một cái cảm giác trông rất là sang. Cái phần chống xốp cho nước hoa thì là một dạng xốp đặc, nên là cảm giác như cái bề mặt này của nó được làm từ nhung. Chai nước hoa cũng được đặt ở bên trong cái phần xốp này một cách rất là chắc chắn. Mọi người nhìn này, đây chính là cái phần xốp để giữ chai nước hoa. Hộp trông rất là xịn sò luôn. Đây là ngoại hình của chai Kilian Rolling in Love. Thì cái phần juice của nó ấy, thì sẽ là màu vàng vàng. Nhưng mà xung quanh của chai thủy tinh này thì có được sơn màu đỏ ở bên trong, chứ không phải là cái juice của nó màu đỏ như mọi người. Cái juice bên trong của nó là màu vàng này, mọi người nhìn này, bên trong là màu vàng. Thế nhưng mà ở bên dưới thì các cái thông tin lại được dán một tờ ni lông lên. Tại sao nó không in dập chìm mà nó lại dán một cái tờ giấy ni lông như thế này? Thì đây cũng là thứ duy nhất khiến mình cảm thấy nó đang sang thì trở nên kém sang đi một chút. Nhưng mà nhìn chung thì chai nước hoa này trông cũng vẫn rất là sang chảnh. Hai bên sườn sẽ có in dập nổi hoa văn, cũng không rõ đây là hoa văn gì. Sao mà mình cảm giác như nó như kiểu trống đồng ta, mình cũng không rõ nữa. Bên trong của phần nắp nó sẽ ghi một số, sẽ có một số. Thì cái nắp của mình là số 2, mình không rõ đây là số gì. Thì mình cứ show cho mọi người thấy hết để phòng trường hợp mua phải chai fake nhé. Còn cái phần vòi xịt của nó thì cũng mạ vàng. Và bên trên thì có in cái logo của hãng là chữ K. Đây, hơi khó nhìn một chút. Ok, nhìn chung xét về ngoại hình thì mình sẽ đánh giá chai này 10 điểm. Khi mà mình ngửi chai này ở store ấy, thì cảm nhận đầu tiên của mình đó là oh my god, đậu tôn cá. Mình ngửi được mùi đậu tôn cá và mình lúc đấy thì mình cảm giác là chai này rất là ngọt ngào nhưng mà không hề bị gây đau đầu. Khi mà nói đến những chai nước hoa ngọt ngào thì mọi người sẽ nghĩ đến các cái mùi hương như là xạ rồi vanilla, những cái mùi hộ phách khiến cho chai nước hoa trở nên ấm và ngọt. Nhưng mà riêng đối với chai Rolling in Love thì cái mùi ngọt nó lại không phải kiểu ngọt gắt, ngọt đường như là các chai nước hoa vanilla và hay là những chai nước hoa có mùi hương giống như là kẹo ngọt, mà chai nước hoa này cái độ ngọt chỉ ở mức trung bình thôi. Phần lớn những gì mình ngửi được đó là mùi ngọt nhẹ của đậu pha với các mùi hương khác. Bạn hãy tưởng tượng giống như là bạn đang ăn chè đậu đỏ ấy, và bạn cảm nhận được cái mùi ngọt từ đấy. Hoặc là bạn hãy tưởng tượng bạn đang ăn kẹo đậu đỏ ấy, thì cái mùi ngọt nó sẽ giống với cái mùi đậu đỏ như là kem đậu đỏ hay là kẹo đậu đỏ ấy. Nó sẽ giống như thế. Và để mà bạn muốn ngửi được những mùi ngọt hơn thế nữa thì bạn phải cứ tiếp tục ngửi thì mới thấy ra được các cái nốt hương ngọt hơn của chai nước hoa này. Nhìn chung
thì lấn át nhất đó vẫn là cái mùi đậu tôm ca. Và nói đậu tôm ca thì sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà bạn tưởng tượng đến cái mùi của đậu đỏ khi mà đã được làm ngọt, ví dụ như trong chè hay là trong kẹo hoặc là trong kem ấy, thì cái mùi nó chính là kiểu như vậy, tương tự như vậy nhưng mà có nhiều nốt hương xuất sắc hơn. Và đây cũng là một chai nước hoa mà khi mà mình gửi ở store hay là khi mà mình mua thì cái cảm nhận và cái mùi hương nó hoàn toàn giống nhau, không hề khác. Mùi hương này cực kỳ nữ tính và nó sẽ dễ dàng khiến cho người khác thích. Tức là sẽ là một mùi hương mà ai ngửi cũng sẽ thấy thích và sẽ thấy rất là thơm, sẽ phải thốt lên là ôi thơm quá. Rất là nhiều chai nước hoa trên thị trường, có nhiều người rất là thích và có nhiều người ngửi thì lại rất là ghét. Nhưng mà riêng chai nước hoa này mình nghĩ rằng nó sẽ không kén người và nó sẽ dễ chiều lòng phần lớn mọi người, nhưng nó lại không hề đại trà mà các cái nốt hương của nó được hoàn thiện rất là xuất sắc. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút về các lớp hương và các nốt hương của nó. Các lớp hương của chai Rolling in Love mà Fragrantica đề cập thì lớp hương đầu tiên mà bạn có thể nhận được ngay sau khi xịt đó là vanilla. Thì mình thừa nhận rằng chai nước hoa này có một chút vanilla nhưng nó không nhiều. Lớp hương thứ hai là có mùi hạnh nhân, chuẩn luôn. Thứ ba là mùi hoa, chuẩn luôn. Thứ tư là một chút mùi xạ có nha, mình cảm nhận được nhưng nó không nhiều. Trừ khi là bạn ngửi quá nhiều và quá gần thì bạn sẽ cảm nhận được mùi xạ, và nếu mà thực sự là ngửi quá nhiều thì nó cũng sẽ hơi đau đầu một chút. Do là cái mùi xạ hương nó giống như là một cái mùi base để giữ cho chai nước hoa được thơm lâu và tạo ra cảm giác ấm áp cho cái chai nước hoa này. Nên là cái mùi xạ hương mà khiến cho chúng ta đau đầu ấy là một cái không thể tránh khỏi. Và nếu như bạn không muốn bị đau đầu thì đừng xịt quá nhiều và đừng ngửi sát quá nhiều và quá lâu. Tiếp theo đấy là mùi powdery, là phấn hoa, thì cũng có một chút nhưng mà không nhiều. Mình không nghĩ rằng chai nước hoa là một chai nước hoa có cái mùi kiểu bột bột đâu. Cái mùi ngọt của nó sẽ không phải kiểu bột bột mà nó sẽ hơi thanh thanh một chút, giống như bạn cảm giác bạn muốn cái độ ngọt nó đạt đến cái level là vừa bột mà lại vừa ngọt ngào như kẹo mà vừa đậm đặc vanilla, thì cái độ ngọt của chai này nó chỉ nằm ở mức độ này thôi, nó không đạt đến cái mức độ như vậy. Vì vậy nó ngọt nhẹ và nó có độ thanh nhất định chứ nó không hề powdery quá nhiều. Lớp hương tiếp theo là ngọt ngào sweet, dĩ nhiên. Tiếp theo là có mùi hoa huệ, hoa diên vĩ và mùi của các loại hạt cũng như là mùi của các loại hoa trắng. Thì mình nghĩ bốn lớp hương này chính là cái làm nên cái độ thanh của nó. Chai nước hoa này nó có rất nhiều lớp hương, nó có rất nhiều nốt hương, rất nhiều điểm hương mà phải ngửi thật kỹ và phải sử dụng thì mình mới có thể nhận ra được. Còn nếu mà chỉ ngửi không thôi thì mình sẽ chỉ thấy là wow, thật là ngọt ngào, thật là dịu dàng, nữ tính, có độ thanh nhất định. Nhưng mà bởi vì nó hòa quyện với nhau rất là tốt nên mình sẽ không dễ dàng nhìn ra được tất cả những cái lớp hương này, bởi vì nó có rất là nhiều các cái cung bậc khác nhau. Chai nước hoa này rất là nhiều người thích và cũng gần như không có ai ghét chai nước hoa này cả. Rất là phù hợp sử dụng cho mùa đông, mùa thu, mùa xuân ok. Nhưng mà vào mùa hè thì mình không nghĩ rằng chai này phù hợp để dùng vào mùa hè, bởi vì nó rất là ấm áp. Chai nước hoa này được Kilian ghi là dành cho cả nam và nữ, nhưng mình tin chắc chắn rằng chai nước hoa này chỉ hợp với nữ. Kể cả cái cảm giác ấm áp mà chai nước hoa này mang lại cũng không phải là được từ mùi hổ phách. Mình không nghĩ rằng chai nước hoa này hợp với nam, bởi vì nó đặc biệt nữ tính và thanh lịch và dịu dàng ngọt ngào. Nên là mình nghĩ rằng tất cả các cô gái sẽ đều thích và đều mong muốn được sở hữu chai nước hoa này. Và mình cũng nghe bạn bè mình có nói là khi mà xịt chai nước hoa này, khi mà xuống xe rồi ngày hôm sau bước lại vào xe ô tô vẫn thấy thơm. Bây giờ mình sẽ điểm qua các cái nốt hương. Thì top notes, các cái nốt đầu tiên sẽ là mùi giống như là mùi sữa hạnh nhân và mùi kẹo marshmallow. Thì mình nghĩ rằng cái mùi kẹo marshmallow này sẽ là cái làm nên những cái nốt vanilla, gọi là điểm xuyết cho cái mùi nốt hoa này. Và cái mùi hạnh nhân ấy thì ngửi được rất là rõ, có một cái phần nào đấy mình cảm giác được những cái mùi ngọt của các cái loại hạt. Và điển hình ở đây là hạnh nhân, thì mình nghĩ cái này là mô tả rất là đúng. Những nốt hương giữa là hoa diên vĩ và hoa lan thì mình cảm thấy khá là đúng. Đối với mình ấy, khi mà mình sử dụng các chai nước hoa nữ tính ấy, thì mình rất là thích những chai nước hoa có các nốt hương của hoa diên vĩ, chẳng hạn như là chai nước hoa đây, Narciso Ambre cũng là một trong những chai nước hoa mà vừa pha giữa ngọt và vừa pha giữa các nốt thanh của hoa, thì một trong những cái nốt hương điển hình đó là hoa diên vĩ. Khi mà có các nốt hương của hoa diên vĩ rồi hoa lan rồi hoa huệ, nó sẽ khiến cho cái chai nước hoa đang ngọt ngào được trở nên thanh nhẹ hơn rất là nhiều. Và nó sẽ, một chai nước hoa mà khi nó quá ngọt và quá ấm và quá nồng, nó sẽ
không có được một cái sự nữ tính và nó sẽ gây khó chịu cho người khác, thì những cái nốt hoa này sẽ làm cho chai nước hoa trở nên dễ chịu và dịu dàng hơn rất là nhiều. Đấy là lý do mà mình biết cái phong cách của mình là mình sẽ luôn thích những chai nước hoa nữ tính và không quá nồng. Thì khi mà mình xem những cái nốt hương này của Rolling in Love thì mình đã thấy rất là ưng vì nó rất là hợp với phong cách của mình. Cái kiểu mix của Rolling in Love ấy, thì nó hòa quyện tốt hơn rất nhiều so với Narciso Embry. Mình cũng không hiểu tại sao hai chai nước hoa này mùi không hề giống nhau đâu nhá, nhưng mà mình đang muốn nói với mọi người về cái kiểu nước hoa mà nó pha giữa các cái mùi ngọt ngào và giữa những cái mùi thanh mát để tạo ra sự nữ tính của chai nước hoa. Và cái lớp base và các cái nốt base của chai nước hoa này thì có hoa huệ, vanilla, đậu tonka và xạ hương. Thì cái đậu tonka ấy sẽ là cái mùi chủ đạo của chai nước hoa này, và bạn sẽ thấy đâu đấy một chút vanilla, một chút thôi, và một chút xạ hương, bởi vì xạ hương nó là một như kiểu khi mà xạ hương tỏa ra thì nó như kiểu là một cái cảm giác bao trùm, chứ còn nếu mà ngửi trực tiếp vào thì mình sẽ thấy cái mùi đậu tonka là át nhất sau tất cả những cái mùi còn lại. Còn cái hoa huệ ấy, thì mình nghĩ rằng khi mà đặt chung hoa huệ với cả diên vĩ rồi hoa lan và các cái mùi hoa trắng nói chung thì nó sẽ không thể hiện rõ ràng. Thực ra khi mà bạn ngửi hoa huệ ở ngoài đời thì nó sẽ có một mùi hơi đanh một chút, nhưng mà khi hòa quyện trong chai nước hoa này thì nó không như vậy một chút nào. Nếu mà bạn xịt chai nước hoa này một xịt hoặc hai xịt thì các bạn có thể đi bất cứ đâu đều phù hợp. Còn nếu như muốn xịt nhiều hơn thì hãy chọn những ngày trời lạnh. Còn đối với mình ấy, khi mà mình xịt nước hoa thì mình luôn giữ ở cái mức độ intimate, tức là cái mức độ tỏa hương nó không quá nhiều, nên là mình sẽ không bao giờ xịt nhiều, mình chỉ xịt một xịt thôi. Nên là nếu hỏi mình chai nước hoa này phù hợp với những dịp nào thì mình nghĩ là dịp nào cũng ok, quan trọng là bạn xịt nhiều hay xịt ít. Nhưng mà vì chai nước hoa này có cái bay xạ hương nên mà mình vẫn luôn theo quan điểm cá nhân của mình là không nên xịt quá nhiều để tránh bị đau đầu, hoặc là liên tục thì nó dễ bị chán. Và những ai thì nên mua chai nước hoa này thì ai có tiền thì mua, bởi vì chai nước hoa này là một trong những chai nước hoa đáng để sưu tập, chẳng qua là nó có một mức giá khá là đắt đỏ. Bây giờ thì mình sẽ thử mùi trực tiếp chai nước hoa này để xem nó chuyển biến như thế nào trên cơ thể theo thời gian trong vòng một ngày. Mình sẽ chỉ xịt một xịt thôi. Ngay khi mà vừa xịt ra đã cảm thấy nó rất là thơm rồi. Đa phần những chai nước hoa sau khi xịt ra lần đầu tiên nó sẽ có mùi cồn rất là nhiều và nó sẽ hắc và nó sẽ rất là khó chịu. Nhưng riêng Rolling in Love thì khi mà vừa xịt ra tôi đã bắt đầu thấy thơm rồi. Và ngay lập tức là mình đã thấy được các nốt hương của kẹo marshmallow và dĩ nhiên là đậu tonka ngay lập tức chiếm chủ đạo. Khi mà mình đưa sát mũi vào như này mình cũng không thấy nhiều mùi cồn đâu, mà mình chỉ thấy mùi đậu tonka. Hầu như là tất cả những cái nốt hương khác mà mình nói với mọi người ấy, thì nó như kiểu là chạy xoay quanh cái mùi đậu tonka đấy để điểm xuyết lên những cái nốt hương ngọt. Mình cảm giác như nó giống như một cái kẹo bông mà ở giữa có đậu tonka ấy. Thực sự là nó rất là thơm, thực sự rất là thơm. Và cái cách mà nó hòa quyện thì vô cùng xuất sắc, không thể nào mà ngửi ra được. Có một số chai nước hoa cái khả năng hòa quyện nó ở mức độ nào đấy thôi, nên là khi mà mình ngửi mình sẽ ngửi được hai mùi hương tách riêng ra. Nhưng riêng chai nước hoa này thì nó hòa quyện rất là xuất sắc, mình không biết phải nói như thế nào. Nó giống như là bạn ăn một chiếc kẹo bông nhưng mà trước mũi thì để một đĩa đậu đỏ, và chỉ sau 1-2 phút thôi những cái nốt ngọt như kẹo bông bắt đầu giảm dần, và phần lớn thì mình chỉ ngửi thấy được mùi đậu tonka ngọt ngào, và dần dần thì các cái nốt hương hoa bắt đầu hiện ra. Nói chung là trong vòng chỉ 1-2 phút thì gần như là nó đã set về cái lớp hương giữa rồi, nó rất là nhanh. Bây giờ thì nó chính là mùi đậu tonka hòa quyện với các loại hoa trắng. Và theo như mình nhớ được khi mà mình sử dụng thì cái mùi này là cái mùi chính và nó sẽ theo bạn phần lớn thời gian, nên là một chốc nữa, trong vòng 1 tiếng, trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng mình sẽ cố gắng update lại cho mọi người xem là cái mùi nước hoa nó chuyển biến như thế nào. Bây giờ là 5 phút sau khi xịt, mình muốn ăn chè đậu đỏ. Đậu đỏ pha đường. Thơm quá. Thơm quá mọi người ạ. Nó là một mùi hương thuộc cái
tuyết ngọt ngào nhưng mà nó không hề bị sến mà nó rất là thanh lịch. Mình không thể tin được là mùi của đậu tonka đến một ngày có thể được hòa quyện với những mùi khác để tạo nên một cái mùi nó tuyệt vời như thế này. Ai mà nghĩ chè đậu đỏ có lúc thơm không? Quá thơm, quá là thanh lịch và sang chảnh. Bây giờ là tầm khoảng 3 tiếng sau khi mình xịt xong chai Killian. Mình đã thay đồ rồi nên là mình không muốn quay mặt nữa. Thì trong vòng 3 tiếng đồng hồ vừa rồi thì chai này vẫn giữ nguyên mùi như là sau tầm 5-10 phút. Nó vẫn là cái mùi đậu tonka ngọt ngào hòa quyện với cả mùi mùi ngọt dịu, tức là cái mùi ngọt như kiểu của kẹo bông ấy, nó chỉ một chút chút hòa quyện. Này thực sự là đỉnh cao mọi người ạ. Mình không biết phải nói sao nữa, chỉ biết là mùi hương sẽ luôn luôn thoang thoảng ở trước mũi, một cái mùi vô cùng ngọt ngào, dễ thương và quý phái. Bây giờ là khoảng tầm 4 tiếng rưỡi sau khi mình xịt chai nước hoa Rolling in Love của Killian. Thì bây giờ chai nước hoa chỉ còn lại một mình mùi xạ thôi, và cái mùi đậu tonka cũng như các hương ngọt chỉ còn lại gần như là rất ít, không đáng kể, không thật sự có thể ngửi được. Cái mùi xạ còn lại thì nó cũng chỉ thoang thoảng một chút thôi chứ cũng không nhiều, không khiến cho mình bị đau đầu.